Hả? Mua nhiều lắm. Dạ. Mua cả đống này không mà phải ô tô trở về. Mua mấy trăm triệu. Cái đa này bao tiền đi? Anh có cây bồ đề bé bé nào? Còn thua. Dạ. Trở về quê chứ ở trên này không để được. Một đống cây này, một đống cây góc kia là nhiều lắm. Mua cả tuần này, ngày nào cũng mua. Mê mà. Gọi hôm trước chờ em đến tận tối ở đằng kia. Ông gọi ra xem cùng. Thế ông bảo là mua hộ ông cái nhà này mà. Ai à, mua hộ cái nhà này kia. Nó lúc nó bằng cái lúc nó bằng cái chậu nhỏ nhỏ này. Lùn này ông chỉ thích to luôn thôi. Dạ. Chiều. Mai đá. Đấy cái rình rành ấy là vừa bảo bao tiền 6 triệu. Cây chân trâu thì bao nhiêu? Mê mất cái chân trâu của Tân này thằng kia rồi. Đây là môn đen, mũi hồng môn đen, đen nhánh luôn. Nay các bác quay đi quay thì chắc là nhìn thấy nó hơi bị rung lắc thì rồi em di chuyển nhiều quá. Đây là mèn đen, mèn đen. Chơi được đấy. Châu. Ổi 2 triệu, ổi kia 2 triệu. Thôi để di chuyển sang bên này tí. Cây mun này bao nhiêu? Kinh đấy. Mun 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu thì không chơi được. Sang bên này. Chị lại làm phiền tí. Ừ. Anh à, chú à. Cái ruối to này bao tiền? 3 triệu. Đẹp này. Hello chưa? Ra từ sớm với ông anh. Ra này nó sớm tao mình Tuấn rất là sớm đây, ra thì Tuấn đi rồi. Sau tí ông cứ gọi cho bận. Tao ra thì Tuấn đây này, tao mới Tuấn ở đây mới gọi cho mày. Cháu hẹn ông ấy là 6 rưỡi nhưng mà ông ấy 6 rưỡi ra nhưng mà cháu chưa ra. Tao ra thì Tuấn đi rồi. Nên gọi bảo là chồng con đúng không? Mấy tỷ đồng tiền. 5 triệu một tình quá. Sáng đã dặn rồi, mua cây khá khá rồi, một cây dâu dài nữa, chắc chắn. Bảo là vừa nãy đưa vào Tân nhưng mà chả chốt cây nào. Khó không? À, từ khó lắm, đẹp mình nhưng người ta không đẹp. Đấy. Ê, kiểu đặc biệt. Cây dạng kiểu như này nhưng mà có khoảng 5, 8. Ngon. Ngon quá. Hồng ngọc mài đúng mùa hoa. Đây thì không biết cái nào còn cây 5 tán 7 tán 9 tán thì thiếu cây không quên làm dùng cây nào nó khổ từ kiểu tầm 5 tán đến 9 tán ra này mai tán nghèo từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì tán cây nó ra như bao cạp này em thấy cái La Hán này của ai nhỉ anh? Cái La Hán quay đi. Bao tiền ạ? Cái này bao nhiêu? 4 triệu rưỡi. Căng rồi. Bao nhiêu vậy? 4 triệu rưỡi. Như này, cổ như này. Cái du cũng ở của mình. 3 triệu. Đây 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Kinh thế nhỉ? Đây thôi cái ra cái. Bệ như này. Rồi. Đó, được. Đó nhỏ. Đây em ơi. Với xem viện thì mua được việc là em quay xong rồi em làm việc. Đưa bác con dễ. Quay phim kìa. Cứ ngồi đây nhé. Đừng có đi đâu vội. Cứ đứng đây tí đi em hả? Quay phim xong thì mới mua được. Giờ đang bận 2 việc. Rồi 5 triệu. 5 triệu. Xem lại cái tên La Hán bình thường thôi nhưng mà khoáng cây, khoáng cây. Rưỡi khó để bỏ tiền đấy. Lưu thay vỏ lại đỏ đỏ nhé. Là thấy cây du. À ông gọi cho chú chưa? Ông vừa gọi cháu bảo tí gọi lại. Thôi rồi xin chào. Không nhận được không? Không, bảo là cứ gọi không vừa gọi cho rõ đi. Thôi rồi. Xong rồi cái lằng nhằng lớn với nhau. Không phải, nhưng mà mình sai cho kinh nghiệm là xong. Mình có nhầm lẫn gì thì mình ấy. Nhầm thua vui mất tiền. Nói tiền ạ. Không phải nhiều khi lại nghĩ chú cháu thế này kia không hay. Nhầm thua vui mất tiền nói rồi. Mà xong không, bởi là người ta mua là người ta rất thoải mái mà. Không, thế nó thoải mái, tôi đang thoải mái để cái tao không thoải mái. Thôi xong rồi. Cháu vừa bảo anh rồi, anh gọi điện cháu bảo thấy gọi nhớ rồi. Nó bảo là chú nhà chú đang hình như đánh tính nhầm tiền. Mấy cây hôm qua. Trời, anh bảo là thì cứ gì cứ tí nữa cứ bảo chú gọi cho anh. Bác ơi, đây là hán này bao nhiêu? Hán cùng này. Cái ở trên ạ. Đây ơi, đây ơi. Ở cái hán trên kìa. Nghe này. Cái con ở trên này. À, dưới cháu không. À, cái cây này thì bao nhiêu không? Đây, cây này. Cái trên cây dưới thì bao nhiêu bác? Cây này ạ? Hai cây. Cái này của cháu kìa. Cháu họ đây, mày hỏi cái này. Cả cái này. Cái dưới ạ. Cái này. Cái trên thì 2 triệu. Đấy. Lấy được rồi đấy. Có đây cái cây sung. Ôi quá. Ôi quá.